Hello cô chú anh chị nha, bữa nay là ngày 29 tháng 3 thì em có đến nhà anh này ở củ chi và ghi hình đăng bán cho anh là một cặp được sinh khốn nhỏ nhau chú anh chị, tầm khoảng 13 tháng tuổi nha. Nếu mà cô chú anh chị xem video này thấy bò ngấy thì hãy nhanh tay nhắc máy lên và gọi ngay sớm cội từng hình cho em nha. Để biết thêm thông tin về bò, thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi đoạn đeo phút sau đây nha. Trước ngành cô chú anh chị đây chính là một cặp được sinh khốn nhỏ tầm khoảng 13 tháng tuổi nhau chú anh chị thì em nói hỏi anh chủ nhà thì bò này thì anh không có điều kiện để nuôi nữa và anh có nhờ em là đăng video này bán cho anh là một cặp bò này nha cô chú anh chị thì bò này thì em đã đo rồi thì hai con bò này đều cao 1m15 bò nha cô chú anh chị và nó được 13 tháng tuổi nha thì theo em kiểm tra từ hồi nãy giờ thì em thấy là chân móng thì rất là hoàn thiện nha bốn móng đều là móng sò nên là cô chú anh chị cứng tâm nha hai con bò này tất cả đều là móng sò còn xé bớm thì rất nghiêm chỉnh nha tức là sẽ mặc hoài sẽ lưng nha cô chú anh chị còn phần dậu luồn yếm thì cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm hơn nha tại vì em đã kiểm tra rất là đầy đủ rồi thì cũng giống như là trong màn hình mà cô chú anh chị xem đây bò rất là đẹp bò chân móng rất hoàn thiện sải bớm thì rất nghiêm chỉnh nha cô chú chị thì nói chung là hai con bò này thì anh có nói với em là anh bao ăn bao uống luôn nên là cô chú anh chị hoặc bạn cứ yên tâm nha nếu mà cô chú anh chị hoặc bạn cảm thấy thích một cặp đực xin khú đen này để nuôi vỗ béo thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi thẳng ngay số gọi trung hành cho em để chúng ta sở hữu nhanh là một cặp đực sinh khố nhỏ này tầm khoảng 13 tháng tuổi nhau chú anh chị thì nói đến bộ sinh khú thì cô chú anh chị không biết là cái giống bò này xương rất là to và nó ăn rất là nhiều nha nó rất là mau lớn nhau chú anh chị thì ngày hôm nay thì em có đến nhà của anh ở ngay ấp đồng lớn xã Trung Lập Thượng Củ Chi là ghi hình đăng bán cho anh cái cặp bò đực nhỏ này với cái giá là 44 triệu nhau chú anh chị Em xin nhắc lại là 44 triệu cho một cặp đực sinh khố nhỏ này tầm khoảng 13 tháng tuổi nha cô chú anh chị. Thì anh cũng có nói với em, nếu mà cô chú anh chị nào thiện tình muốn mua cái cặp bò này để nuôi bộ béo á, thì anh sẽ bớt cho cô chú anh chị và các bạn một chút đỉnh tiền xe để kéo về nha cô chú anh chị. Và trong tầm giá mà 44 triệu như em thấy thế này mà còn bớt như thế này nữa thì chúng ta sẽ sở hữu nhanh là một cặp đực sinh khố này là chúng ta nuôi vỗ béo thì sau này cô chú chị bán ra sẽ rất là có hậu cho cô chú chị nha vì cái cặp bò này nếu mà cô chú chị mà mua qua trại á, thì giá sẽ rất là cao hơn rất là nhiều nha thậm chí là nhà vườn cũng ít ai mà bán bò như thế này nha cô chú chị thì em cũng đi quay bò nhiều lắm thì người ta bán tầm khoảng 46 đến 47 triệu một cặp bò này nha cô chú chị cô chú anh chị thấy bọ ý giá cả u lê hợp lý thì hãy nhanh tay nhắc máy lên và gọi thẳng ngay số điện thoại trong hình cho em để chúng ta sở hữu nhanh là cái cặp bò này luôn nha Chưa nha cô chú anh chị thì em xin nhắc lại một lần nữa để cho cô chú anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm nha thì cái cặp bò này là em đã kiểm tra chân móng sái bóm yếm dậu luôn tất cả là lắc là đầy đủ hết nha cũng giống như là trong hình cô chú chị xem đây thì bò này rất là nghiêm chỉnh hết nha cô chú chị nên là cô chú chị là hoàn toàn yên tâm hơn nha thì bò này em xin nhắc lại nha thì nó cao tầm một mét mười bò và nó được 13 tháng tuổi nha cô chú chị thì bò này thì anh bao ăn bao uống luôn nên là cô chú chị là hoàn toàn yên tâm hơn nha một lần nữa nếu mà cô chú anh chị cảm thấy nghĩ cặp bò này thì hãy nhắc máy lên và gọi ngay số điện thoại chân hình trên cho em để chúng ta sở hữu nhanh là một cặp bò sinh khối nhỏ này nha cô chú anh chị. Thì thôi cái đeo này em cũng xin tạm dừng ra đây. Nếu mà cô chú anh chị cảm thấy nghĩ rồi cái cặp bò đực nhỏ này rồi thì hãy cứ nhắc máy lên và gọi ngay số điện thoại thẳng trên hình cho em nha để chúng ta sở hữu nhanh là một cặp bò đực sinh khối nhỏ này nha cô chú anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn người vào tập tiếp theo nha.